Alo, vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với trận đấu thôi. Trận đấu thứ 3 của C đấu thứ nhất giữa Hồng Anh và cũng như bầu GSOS. Cạnh cánh rừng nữa đi anh. Đen nhà chính, thôi được rồi, cạnh một cây gỗ thì kia gọi là có gỗ để ăn cũng được. Như các bạn có thể thấy, trận đấu vừa rồi là một trận đấu quá xuất sắc của game thủ Hồng Anh. Nhưng mặc dù bầu SOS trận vừa rồi lên đời là khá chuẩn mực và khá tốt, mà gặp phải đúng đúng đối thủ cứng. Anh xoay cái gì vậy? Vậy lại xoay quân sao? Đánh sen rồi vẫn phải xoay quân. Lại như công thức cũ thôi. Vâng, mà 3 dân, 2 dân đóng nhà chính. Sau đó là 1 dân cho đi ăn quả, 2 dân còn lại cho đi chặt gỗ để tránh tình trạng mid air. Vẫn là speed 1.5, xem rất chậm rãi. Lại bài ca cũ, bài ca của những người xây dựng, cứ chặt gỗ thôi. Vâng, mà cũng như tôi nghĩ là những cái kèo đấu như này rất hay và cũng như rất xứng đáng để chúng ta bỏ dành những khoảng thời gian của mình ra để xem và cũng như để học hỏi cách đánh của những game thủ top 1. Và cũng như cái việc mà các anh chấp chấp đen dân rồi là đen nhà chính rồi là đủ các kiểu, chấp thể loại quân lệch đi một chút. Vâng, ở dân thứ 7 thì lại bắt đầu cắt dân ra thôi. Lại làm như bình thường, lại cắt dân ra để ăn quả. Úi giời, úi giời, lại bị đuổi rồi. Các bạn thể thấy rằng là Hồng Anh ở cái speed 1.5 này thì rất ít khi em bị chết dân. Đánh võng qua giữa ba con sư tử. Nhà của anh nó thoáng mà nó rất rất đẹp. Tôi trông nó thoáng mà nó sạch sẽ đến kinh ngạc. Sạch bóng, sáng bóng, một nửa là sa mạc, một nửa là đất xanh mượt, sân vận động. Vâng, 8/12 rồi. Ở dân thứ 7 thì các bạn có thể thấy rằng Hồng Anh em đã bắt đầu cắt thêm dân ra để cho ăn quả rồi. Cái công thức thì không thể chạy đi đâu được. Hiêu phụ được ở tận đây nhưng đá kiểu gì bây giờ? Tôi đá ra bãi đá kìa anh đi anh. 10/12. Vẫn chậm, vẫn bình thường thì các bạn có thể thấy rằng vẫn là chậm 2 dân rưỡi cho đến 3 dân so với bình thường. Đen nhà chính đi. Cái độ tù tội của việc đem nhà chính như các bạn có thể thấy rồi. Nhà này thì cũng chỉ rừng dừa thôi, không mong gì đến rừng phi lao cả. Mười hai trên 16. Đây lại một cánh rừng đẹp nữa rồi. Có rừng và cũng như có cả một bãi vàng thêm. Hai rừng dừa. Như thế này rừng rú thì đã đủ, nhưng cái việc đồ ăn thì hơi đói. Dò lui lên phía 9 giờ đi anh. Tôi nghĩ là ở trên đấy sẽ có nhiều đồ ăn hơn cái việc mà anh chạy xuống dưới 6 giờ. Dù gì thì giờ phút này nhà chủ anh cũng đã đặt ở trên phía gần 9 giờ rồi. À gần 3 giờ, xin lỗi quý vị và các bạn. Có voi đi rồi. Câu về luôn, sở viết 1.5 này thì cũng không phải xoắn làm gì cả. Có thêm đồ gì ăn chứ anh? Ăn ở cánh rừng dừa trước, nó sẽ gần hơn so với việc để mình có thể cân bằng tài nguyên và cũng như đóng được thêm những chiếc tiếp theo. Đây là một cái cánh rừng cũng rất là đẹp. Đây rồi, rất đẹp mắt. Ôi giời, kìa. Tầng 2 vẩy. Đúng, con voi nó cũng tha cho Hồng Anh. Biết là Hồng Anh ngày hôm nay này cũng làm ngủ từ sáng đến tối, dậy đến nơi là cũng trong bụng nó cũng đói meo, bị ông bầu lôi đi hành luôn. Thấy mông của Hồng Anh nó cũng hơi hóp một tí, voi nó hẩy cho nó cũng sượt. Thế bình thường là vào ông bầu David Beckham hay là bầu GSOS như bây giờ là cũng dính quả đấy, là voi là dân cứ ngã ngửa ra rồi, không có gì ăn ở trên phía 3 giờ cả.
Bầy hươu kia tôi nghĩ là Hồng Anh em sẽ đá về cánh rừng dừa kia thôi. Sẽ đóng chiếc S nhân đôi ở đấy. Không biết các bạn biết chưa nhưng mà Hồng Anh, quê của em ở Phú Thọ, rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Và em vừa tâm sự với tôi rằng chiều hôm nay thì em đã định về quê. Về quê đi hái chè. Thì ở đây các ông bầu sợ, các ông bầu cứ thi thoảng gọi ra Hành cho trận. Hành toàn bắt chấp kèo sâu thôi. Nhiều khả năng như thế này, trận này mà Hồng Anh lại thắng tiếp thì lại đen nhà chính, xong lại đen tiếp một dân nữa, lại thành sâu quá, sâu hoắm. 23/28. Lại công thức cũ rồi. Các bạn có thể thấy rằng 24 rồi. Có kích đời không em? Trận này thì em đánh ở 25 dân rồi. Tôi nghĩ là sẽ 25 dân. 25 dân và một bài 2 voi, 2 hươu. Bao nhiêu không có gì để ăn thêm cả. Khá khó khăn. Các ông bầu và cũng như sếp của tôi ngồi cạnh than ngắn thở dài. Khoai. Cứ nhắc đến khoai là giờ phút này bụng ruột gan nó lại rủn hết cả lên. Cũng là tranh thủ lúc đói có củ khoai mà ăn cũng tốt. Bắt đầu tăng speed rồi. Từ phút thứ 8 trở đi là cả hai game thủ có thể tăng speed lên 2.0. Ông bầu GSOS lên đời khá sớm và chuẩn mực. Như trận trước các bạn theo dõi cùng tôi màn hình máy của ông bầu SOS thì có thể thấy được rồi. Cũng khá là chuẩn mực, nhả dân ra là cũng kích được đời. Cũng khá là chuẩn xác trong cái việc mà như các bạn thấy các ông bầu, các bồ lão. BA, BM đóng cạnh luôn rồi. Úi giời, úi giời. Cái gì thế? Đóng thêm một cái BG nữa để có thể vẽ ruộng ra được đều hơn. Ồ, tại sao vậy? À vâng vâng. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta vừa rồi có thể thấy những cái thao tác của Hồng Anh. Không mới đầu anh phải đóng nhà chính rồi. Cho nên là không có, cũng không tìm được quả phụ, cho nên buộc bây giờ bắt buộc phải ôm rơm nặng bụng đóng thêm một cái nhà BG nữa để có thể kích được đời. Ở cái bài này thì thôi, cứ chấp nhận sẵn sàng nên là ở từ phút thứ 12 trở đi anh mới có thể hy vọng ở một cái bài anh có thể kích được đời. Rồi ngoài ra thì không thì cũng chẳng bao giờ có cái mùa xuân đấy đâu. Đã nhà sen lại còn nghèo. Ông bầu GSS đã lên đời xong. Giờ phút này thì đã có lẽ kích xong bánh xe, đã bắt đầu sóc tên cung ngờ đầu tiên rồi. Khó. Chúng ta cùng xem thanh niên đến từ Đoan Hùng, quê của Bưởi Đoan Hùng, Phú Thọ, xem sẽ vượt khó trong kèo này như thế nào. 26/32. Cũng bánh xe. Đây cũng là một kèo mà các bạn có thể học hỏi ở những game thủ top 1 như Hồng Anh về việc cân bằng thực gỗ một cách chậm rãi nhất có thể. Ở speed 1.5 mà cũng như các bạn có thể thấy đấy, ngay sau khi kèo tôi nghĩ rằng là một bài rất là khoai, rất là khó để cân bằng thực gỗ đủ được cho cái việc bánh xe. Giờ phút này tôi nghĩ rằng ông bầu GSOS đã có tầm 2 tân cung rồi. Tại sao tân cung đầu của bầu GSOS vẫn chưa sang đến đây? Vẫn đang phải đặt một dấu hỏi lớn. Vâng, đã sang rồi. Vừa nhắc lên cái là cũng chỉ 5 con thôi. Vâng, các ông bầu đánh như các bạn có thể biết được rằng là ông bầu GSOS cũng bật than lên soi như đúng rồi. Không biết là ông ấy bật lên ông soi cái gì. Cũng là tôi thấy rằng là ông bầu này cũng chỉ giỏi nhất ở cái tài trốn vợ đi thôi. Trốn vợ để chơi đế chế. 5 con cung gấu. Úi giời. 24. Ông bầu GSOS đánh 4A rồi. Có như 2 tôn cung G bị xúc mất một con ngay, ngã ngửa ra ngay. Tỷ số điều giờ là 1-1, di xa thôi. Quá khó rồi.
Tỷ số của C đấu đầu tiên là 2-1 nghiêng về bầu GSOS. Các bạn có thể thấy rằng là cái kèo chấp đen nhà chính này rất khó cho Hồng Anh. Đã khó.